Vì Lệ thấy nó có nâu quá trời. Lệ ơi, quả không hổ danh là Lệ nâu. Dạ. Hát xong một bài đứa nào cũng nấy như xạ trị vậy đó. Rồi mày Lệ nâu lúc nào ấy? Cái thú vị Lệ nâu. Trời ơi, được cài nó đẹp chứ bà nội. Rồi cái thú vị trong loại này. Lúc mọi nào phải đứng đi mà đứng đi. Ông nội ơi, nó đội quần. Trời ơi, là trời. Mày căng ra coi. Quá trời, thiệt á. Hả đi. Cái nghe còn đội quần đó nha. Nó tay thở. Lệ ơi, anh đã khen là Lệ nhiều rau quá đó Lệ. Nha, chị Lệ cạo bớt với Lệ nha. Khán giả hỏi Nguyễn Chí Hùng là ai vậy? Cái gì khán giả hỏi gì? Khán giả hỏi Nguyễn Chí Hùng là ai vậy? À, Nguyễn Chí Hùng đó là trên giấy căn cước gắn chip của cái đẹp Cát Thi giống gì nha. Chí Hùng. Chị đổi tên gì? Nguyễn Chí My. Ủa gì kỳ vậy, tại vì Nguyễn Chí My mà cũng nghe cũng còn đàn ông nha. Nghe Nguyễn Chí là ấy đàn ông rồi. Trần Châu Quy là nào? Trần Diễn. Người là không làm trên Facebook tên gì biết không quý vị? Cá Trì. Làm như ta không biết cái mặt, cái xương hàm nó giống gì vậy? Là Facebook Cá Trì. Facebook là Bếp Quê chứ rồi. Má ơi, tất cả Facebook gì nó không có tạng luôn á tiệm. Trời đất cô, đẹp quá. Cái đầu này là đầu mà của chương trình mà Bạch Tiết đó quý vị. Mày cho con Bạch Tạng vậy đó. Trời ơi, rồi quý vị ơi, 30 ngày đầu là vẽ cho lần này. Mời một vị khán giả nó quay xuống. Đâu là anh trai? Anh trai đã lên phòng nhà, anh lên quay xuống với em nha. Rồi, xin mời anh trai sẽ quay xuống. Và bây giờ xin mời vị trí bắt đầu. Giờ xuống quý vị ơi. Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.